Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhịp đập thị trường. Sau đây là những tin đáng chú ý. Đổi và trả vé tàu ngày cao điểm Tết bị khấu trừ 30%. Tháng 10, lượng ô tô tiêu thụ giảm 11%. Dịch cúm gia cầm có nguy cơ phát sinh trở lại. Ga Sài Gòn cho biết để tăng cường công tác quản lý tránh lãng phí phương tiện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn quy định các đại lý bán vé thuộc Công ty Hành khách Sài Gòn không làm thủ tục trả vé cho hành khách vào các ngày cao điểm. Cụ thể, các đại lý bán vé thuộc Công ty Khách Sài Gòn không làm thủ tục trả vé cho hành khách có vé đi tàu kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2012, riêng tàu SNT kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2012 cho đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2012. Theo đó, hành khách có vé đi tàu trong thời gian trên có nhu cầu trả vé thì đến các ga làm thủ tục trả vé. Các ga thực hiện việc trả vé cho hành khách đi tàu trong thời gian trên theo quy định. Thời gian trả vé trước giờ tàu chạy là 24 giờ, thay vì 10 giờ như trước đây, và bị khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé trong thời gian cao điểm là 30%. Các trường hợp đặc biệt dưới 24 giờ, giao các trưởng ga căn cứ tình hình thực tế để giải quyết. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA vừa công bố bản báo cáo bán hàng tháng 10 năm 2011 cho thấy tổng lượng tiêu thụ xe hơi tháng 10 của Hiệp hội giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, dòng xe cầu, xe đa công dụng, lượng ô tô tiêu thụ giảm 8%, xe con bán được 3.774 xe giảm 8%, xe thương mại bán được 3.374 xe giảm 13% so với tháng 9 năm 2011. Miền Bắc là thị trường tiêu thụ mạnh nhất với 4.330 đơn vị xe các loại, chiếm khoảng một nửa doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trên cả nước. Miền Trung tiêu thụ được 1.007 đơn vị xe, miền Nam tiêu thụ được 3.642 đơn vị xe các loại. Theo đó, tổng lượng tiêu thụ xe hơi tháng 10 của VAMA giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện cả nước không còn tỉnh nào có dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng. Song một số tỉnh phía Nam vẫn tiếp tục xuất hiện các ổ dịch tai xanh mới. Đây là thông tin vừa được công bố tại cuộc họp giao ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng. Hiện dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng đã được khống chế. Tuy nhiên, hai tuần qua, các tỉnh Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và Quảng Nam vẫn tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch tai xanh với hơn 2.000 con lợn mắc bệnh. Theo nhận định của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù dịch cúm gia cầm đã được khống chế, nhưng khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, diễn biến bất thường sẽ làm giảm sức đề kháng của đàn gia cầm. Bên cạnh đó, virus cúm đã có biến đổi và vẫn chưa có vaccine phù hợp. Ngoài ra, việc nhập lậu gia cầm vẫn diễn biến phức tạp với nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn hiện nay là rất cao. Lúc này là lúc mà cái điều kiện tốt nhất cho dịch cúm gia cầm phát ra. Và nhất là trong bối cảnh của chúng ta hiện nay là phía miền Bắc và miền Trung là chưa có vaccine cúm gia cầm phù hợp để tiêm phòng do cái virus đã biến đổi. Thì đây là một cái trở ngại rất lớn và chúng tôi cũng đã tham mưu cho Bộ và Bộ đã phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm để giảm thiểu cái việc phát sinh và lây lan của dịch cúm gia cầm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động địa bàn, phân công cán bộ lấy mẫu giám sát virus tại các địa bàn có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để khi có ổ dịch. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm nhằm giảm thiểu hành vi có nguy cơ làm phát sinh và lây lan dịch. Tỉnh Nghệ An đang chủ trương đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản. Đây là một trong những giải pháp nhằm khai thác tốt diện tích mặt nước, tăng hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản cho nông dân. Đến nay, tại Nghệ An, đối tượng nuôi trồng thủy sản không chỉ bó hẹp trong phạm vi con tôm, mà đang được phát triển nuôi sang một số đối tượng khác có hiệu quả kinh tế cao như hàu, vẹm xanh, ngao. Những mô hình nuôi mới này đều được ngành thủy sản phối hợp với các địa phương, quy hoạch vùng nuôi, hỗ trợ nông dân về kỹ thuật nuôi và con giống, tư vấn về đầu ra khi thu hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đưa diện tích nuôi trồng thủy sản lên 17.000 ha, trong đó có 15.000 ha nuôi nước ngọt và 1.500 ha nuôi mặn lợ. Để phát triển hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản với hình thức nuôi ngày càng đa dạng, tỉnh Nghệ An đề nghị ngành thủy sản phối hợp với các địa phương
gắn đa dạng hóa đối tượng nuôi với bảo vệ môi trường và chú trọng nhân rộng mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh, tuân thủ đúng lịch thời vụ, tránh để nông dân nuôi trồng thủy sản một cách tự phát, không theo quy hoạch. Niên vụ 2011-2012, tỉnh Đắk Lắk ước đạt sản lượng trên 400.000 tấn cà phê nhân, tăng trên 10.000 tấn so với niên vụ 2010-2011. Đây là địa phương có sản lượng cà phê nhiều nhất nước. Niên vụ này, Đắk Lắk có kế hoạch xuất khẩu trên 340.000 tấn cà phê nhân. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các doanh nghiệp, các địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, không được thu hoạch quả xanh non để vườn cà phê đạt tỷ lệ quả chín từ 95% trở lên mới được đưa vào thu hoạch đại trà để nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê xuất khẩu. Tỉnh cũng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu để tăng giá trị của sản phẩm cà phê xuất khẩu. Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột được đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động để thu hút ngày càng đông các nông hộ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tham gia mua bán ký gửi cà phê. Tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị với chính phủ, các bộ ngành trung ương tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tạm trữ cà phê, đồng thời bổ sung cơ chế để chính sách này có lợi cho người nông dân sản xuất chứ không chỉ tập trung vào lợi ích của các doanh nghiệp. Tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét tăng nguồn vốn tín dụng xuất khẩu cho Đắk Lắk, nghiên cứu giảm bớt các thủ tục để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi. Tỉnh cũng kiến nghị chính phủ xem xét tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trên địa bàn tỉnh được vay vốn ngân hàng nước ngoài để kinh doanh xuất khẩu cà phê. Trái với kỳ vọng xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tại buổi họp giao ban xuất khẩu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, các nhà xuất khẩu gạo cho rằng để hoàn thành mốc 7 triệu tấn cũng đã khó. Theo số liệu của VFA, tính đến hết tháng 10, lượng hợp đồng đăng ký đạt 6,97 triệu tấn, trong đó xuất khẩu khoảng hơn 6,3 triệu tấn, trị giá 3,058 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,4% về lượng và 24% về giá trị. Kế hoạch 2 tháng cuối năm xuất khẩu khoảng 700.000 tấn sẽ khó khăn do lượng hợp đồng thương mại gần như không còn. Các doanh nghiệp thì tự do trong việc ký hay không ký những hợp đồng mới do phải nghe ngóng những động tĩnh từ thị trường Ấn Độ, Thái Lan. Mặc dù tính chung xuất khẩu 10 tháng cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay cả về số lượng lẫn giá trị, nhưng đã thấp hơn nhiều so với tháng 9 do số lượng hợp đồng thương mại giảm. Hiện gạo loại 5% của Việt Nam xuất khẩu khoảng 570 đô la Mỹ, thấp hơn Thái Lan khoảng từ 20 đến 25 đô la Mỹ một tấn, nhưng cao hơn gạo Ấn Độ và Pakistan tới hàng trăm đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, thông tin gạo Thái tăng giá ồ ạt khiến người dân ở đồng bằng sông Cửu Long tích cực trữ lúa, đợi giá lên khiến giá gạo tại Cần Thơ tăng liên tiếp trong những ngày gần đây. VFA đánh giá tình hình thị trường có những thay đổi nhất định, đang xác lập xu hướng cân bằng giá mới, nên việc trước mắt cần ổn định thị trường trong nước. Hiện lượng gạo tồn kho tại các kho của doanh nghiệp ở mức cao, khoảng 1,2 triệu tấn, cao gần gấp đôi so với lượng hợp đồng chưa thực hiện giao hàng. Số liệu thiệt hại do lũ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được Cục trồng trọt đưa ra vào khoảng 8.461 ha, chiếm 1,3% diện tích số giống. VFA đánh giá mức này chưa ảnh hưởng đến nguồn cung, đà tăng giá sẽ tiếp tục trong những tháng cuối năm do ảnh hưởng tâm lý. Bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin tài chính. Chuyển sang thông tin chứng khoán, mặc dù tăng nhẹ khi mở cửa phiên, nhưng chốt ngày làm việc ngày 9 tháng 11, thị trường chứng khoán vẫn trượt giảm. Chốt ngày làm việc, chỉ số VN Index đã rơi xuống còn 405,19 điểm, giảm 3,41 điểm, tương đương 0,83%. Khối lượng giao dịch đạt 24,2 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 502,46 tỷ đồng. Toàn thị trường có 74 mã tăng điểm, 70 mã đứng giá và 161 mã giảm điểm. Trên sàn Hà Nội, chốt phiên, chỉ số HNX Index chỉ còn 64,6 điểm, giảm 0,53 điểm, tương đương 0,81%. Khối lượng giao dịch 24,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 255,83 tỷ đồng. Toàn thị trường có 73 mã tăng điểm, 64 mã đứng giá và 146 mã giảm điểm. Sau đây là bảng chốt phiên giao dịch ngày 9 tháng 11. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhịp đập thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.